Hôm nay có cái chú này, chú dẫn Thảo đi thăm cái hoàn cảnh của bà này, bà ở dưới sông này. Đó, trời ơi, làm cái nhà mà cất lên cái chòi tôn mà ở dưới sông cái gì đó. Nhìn nó mong manh quá ha. À, ở đầu đất người ta hả? Ừ, hồi đợt trước nó vậy đó, nước lớn rồi nó ngập. Dạ, nó ngập. Mà đâu có biết cái chỗ nước bà có mà. Ở nhà không biết. Chắc có, nghe tiếng động nè. Bà ơi. Dạ. Gì vậy cậu? Dạ. Mình nói mà có nghe biết. Nghe hả? À. Rồi, con chào bà. Thế bà ngồi đi, con vô hỏi thăm bà. Bà nghe ít quá. Dạ. Tôi bệnh cái đầu tôi không nghe cục á. À, cục rình cục nghe. Cái gì nó la trong cái đầu tôi hoài tôi không nghe gì hết trơn á. Vậy á hả? Ờ, cậu hỏi gì? Dạ. Mà sao nói giùm là à, dạ với cô bác là tôi bệnh quá tôi không nghe được cái gì hết. Vậy á hả? Bà con nghe. Dạ, con nghe luôn. Không, mình nói bà mà bà nói mình nghe. Mình dạ. Ai mà hỏi gì tôi tức, tôi nói dữ lắm, tôi nói bây giờ đến chiều không à. Dạ. À, nhưng mà giờ là bà là được bao nhiêu tuổi rồi cô? Bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi bà nhiêu? Hả? Bà bao nhiêu tuổi? À, biết tên tuổi thì biết đúng không? Bầm 80 87. Sinh năm 37 hả? Sinh năm 37. Ở trong cái giấy chứng mình sinh năm 37. Dạ. 700 lần là phải rồi đó chú. Dạ, 700 mấy rồi đó. Rồi có tiền nhà nước cho không? Còn không? Tuổi có tuổi ở ngoài thì trên 80. Trên 80 là nhà nước cho tiền rồi đó. Có tiền nữa. Dạ. Có đã từng sáng. Nguyễn Thị Miên. À, tên Nguyễn Thị Miên. À, không hỏi từ nói luôn á. Tên dạ. Miên. Dạ. Bà biết hết trơn hả? Dạ. Cái bà hơi là biết nói lớn lớn không nghe. Mà sao nghe giùm. Rồi bà có chồng con gì không vậy? Không, bây giờ không có con. Không nghe. Chồng con thì không có luôn. Chồng cũng có. Chồng mất. Giờ dò thì đi không nổi bước qua đó không có lợi. Dạ. Rồi ở đầu đến cái đất của nhà cô hả? Dạ. Hai con mắt tôi nó gần mù. Rồi bà thấy con không? Đây thấy bà thấy số mấy không? Thấy, bà thấy. Thấy hả? Ha. Đây bà mấy ngón tay bà thấy không? Thấy hả? À. Không nghe gì hả? Nói nghe thôi nhưng mà thấy đường ha. Không biết. Dạ, à vậy. Thì bà mới đi mổ cườm gì à. Dạ. Mà nghe giùm mà hình, cái cậu nói gì. Hình như bị bướu đúng không cô? Bà bị bướu cổ ha. À. Rồi bây giờ nhà nước cho tiền vậy thôi hả cô? Xin lỗi với cô bác đừng có buồn nhân, tôi bệnh quá. Dạ, cho lương tháng được 500 triệu gì không cô? Tôi không gành, giờ tôi biết chứ tôi không gành, tôi có ở đây. À vậy hả? Bà này bà mới về đây chứ. Mới về chứ. Đó, cũng biết gì hết trơn. Trời, con từ lòng. Bà mới về chứ dạ. Hôm qua cũng không có gặp bà. Dạ, chắc lẽ là mới về chơi thôi. Ngày cuối cùng cô cũng ít biết về bà. Con hỏi thăm bà để con chia sẻ lên này con nhờ nói. Nhà hảo tâm giúp giùm cho mấy bà neo đơn. Dạ. Dạ nhưng mà con dâu cô không có ở nhà hả? Không, nói công chuyện mà nó vô. Dạ. Thì bà có mình lên bà đâu. Ở nhà tôi nhà là mấy đứa nhỏ này hoài. Thuốc men thì bà nói cho mua bà uống rồi này kia. Cô là kêu bà là cái gì cô? Không có bà con. Không bà con gì hết đâu. Không nghe. Dạ. Lên nhà thương dạ. Không có chỗ nằm nữa. Trước đó là bà ở đâu mà bà cái đầu cô? Của tôi đó dạ. Cái gì nó loa nè. Dạ. Bà đi tứ. Cô Rình còn nghe nè. Dạ. Nó loa hoài trong cái đầu tôi bực tức tôi nói hoài à. Dạ. À, tôi không biết gì ai nói gì tôi không biết. À, mà mấy đứa nhỏ mà chọc tức tôi nói hoài nó. Nó ghét. Dạ, 8 mấy tuổi rồi mà. Mấy gì là còn ngon tôi mới có 6 mấy mà tôi đi cái giò còn không nổi. Dạ. Giò nó bị thớt. Rồi cơm nước là bà tự nấu ăn luôn hả cô hả? Ăn, tự làm được hết. Dạ. Chân cắn tôi cái giò tôi nó xèo quanh bên nè. Mà ấm đầu điện. Dạ. Nó xèo quanh bên nè. Họ nhà không có trị bệnh cho tôi được. Nhà tình thương hả cô? Tình thương ta cho rồi. Nhà nước người ta cho. Làm sàn rồi đó. Dạ dạ. Nhà tiền chế này là giống như họ biểu tôi đi vô chùa để mà tôi nói chùa ở đây nè. Mà tôi nói tôi không có tiền vô chùa. Ở chùa đâu cần tiền đâu. Mà chùa ta nuôi mà tiền. Dạ chùa đâu cần tiền đâu. Tôi không nghe. À. Dạ. Để bà từ nói thôi, bà thích cái gì thì bà từ nói vậy thôi. Dạ. Cậu thấy mắt tôi nó bụng mũ trong á. Dạ.
đi mổ rồi mà nó cũng còn đau. Dạ, có mình em vậy thôi. Cơm nước rồi gì từ lo. Có gì thì cho ăn đó vậy đó. Dạ. Còn gạo thì bán không có thiếu. À đúng rồi, gạo thì hồi tới hồi đổ giờ... đất nè, sắn vô. Gạo là bây giờ là từ thiện người ta cho nhiều lắm, chùa chiền người ta cho nhiều lắm, bao giờ thiếu luôn. Tôi không có gì, tôi ở ngoài cái sàn này thôi. Dạ. Họ cái gì họ cũng cho tôi. Không có. Ừ. Mình. Sao chú biết là hoàn cảnh của bà cụ đây vậy chú? Dạ. Dạ, nói bà cụ ở mình vậy đó ha. Ủa, chú ở đâu? Dạ, nói đến hoàn cảnh của bà, có chú này chú giận hoàn cảnh của thăm bà đó. Ừ. À, bạn có nói gì Thảo cũng không biết hỏi cái gì luôn, mà tại hỏi bà, bạn có nghe. Hỏi bà thì bạn có nghe mà đâu có trả lời được những cái câu hỏi của mình được. Đó, cũng biết là chân tay về nó lỏng cứng nha. Dạ. Lỏng hết. Cũng biết là tay liệt hết trơn nha. Gốc gác của bà ở đâu rồi, con cháu sao, anh em sao nữa. Nói chung là gần như là không biết gì, không biết thông tin gì về bà luôn. Cô bạn cũng có anh em gì luôn hả cô? Không. Dạ. Giờ của mình anh bạn. Mà bà là hồi xưa là người ở đây hả cô hả? Bà là có chồng về đây. Có chồng về đây. Dạ. Dạ. Chồng mất hôm nay cũng mấy chục rồi. Rồi bà bán nhà hả cô hả? Dạ. Rồi bà bán nhà đi hả? Đâu có nhà đâu bán. Rồi có chồng thì phải ở đâu chứ? Ở đây nè. Có chồng ở đây là trước trước cũng cho bà cái trời, ổng cái trời gì nè. Dạ. Rồi cái từng nè đi khi vợ thất lợi. À rồi dạ. Có nghĩa là trước đó thì hai vợ bà lấy chồng về đây rồi ở chung với nhau rồi sau đó ông mất. Đi tới thì lôi bà đi làm, mà lúc bà còn cứng á. Dạ. Bà đi làm thì bà thấy ẩm. Dạ. Vậy á hả? À cô nói ra con mới biết à. Đi làm nuôi ông cù hả? Nuôi lắm á. Ông bị gì mà mình nuôi? Vậy chứ không phải là bệnh gì, tại ông. Tại bà thích nuôi chị, bà nuôi chồng mình, bà nuôi gì. Dạ. Bà thích gì bà nuôi vậy đó. Đi làm nuôi chồng vậy đó. Dạ. Mà chồng của bà mất lâu chưa cô? Lâu rồi chú, năm nay mấy chục năm rồi. Mất mấy chục năm rồi. Dạ. Bà chứ bà tốt hơn chứ bà có tiền thì bà không để cho mình. Vậy hả? Đi gợi. Bà đi mặn mướt nhiều ha, về cho chồng hết trơn à, đi cho hàng xóm hả, cho từ thiện hả à. À vậy hả? Cô này là cô ở cô cái gì nó là hoài á, cô cho bà ở đầu, cô nói là hồi đó bà còn trẻ, bà đi làm bà hay từ thiện lắm, hay giúp đỡ người người khó khăn lắm vậy hả? Dạ. Đồ đạc hay ai cho bà gom gì bà vứt cho bà gác chở gì bà cho. Dạ. Đúng lắm á. Cho cái xóm này hết trơn hả? Dạ. Về chắc cái xóm này giờ thương bà lại lắm hả? Đúng không cô? Dạ. Hả? Cô nói vậy đó mình mới biết chứ còn Thảo đâu có ở đây mà đâu có hỏi được bà đâu. Hỏi bà thì bà kể cho mà giờ bà đâu có thấy được, đâu có nghe đâu. Ừ. Ở xóm này hả? Không thích hả? Sao vậy? Sao kỳ vậy? Dạ. Ừ. Chắc bà nói nhiều cho nên người ta không thích cái gì. Dạ. Dạ. Mấy bao? Mang về đây. 10 mướn xe chạy về kêu xe ba gác luôn. Chở về đây cho bà con ở đây, cho hàng xóm chứ cũng phải bà con. Dạ. Dạ vậy hả? Dạ, cho vậy dạy. Cho nên cho hết trơn cho nên là bản thân có được miếng đất nè, phải không? Có gì trơn cho mình bây giờ có. À. Có 100.000 cũng biết cho nó quá. Vậy hả? Dạ. Giữ tiền. Dạ. Biết xài tiền. Có biết cô kỳ vậy cô đúng không là tại vì không có hỏi bà được. Mấy cô bác người ta đi ngang này. Dạ. Tao nói sao bữa nay tôi dòm bà thấy cái mặt bà kỳ quá vậy? Dạ. Chứ bà còn đi làm được đấy chú, bà tốt lắm. Dạ. Tiền bạc hen là bà cho người này người kia, bà cho bọn quần áo hả thôi, bà chở về chơi xe bà cho. Mà cho bà hết trơn, cho bà hết trơn. Người ta đó, người dạ. Bà cho lại. Cho hết trơn cho nên giờ bản thân có gì hết trơn nè. Quần áo bà cũng cho hết trơn à. Dạ.
Tụi mới nó cho chơi mới chừa đồ cũ rồi ăn gì đó. Còn tốt không hả chú? Cho cho nè. Bà... Ông nghĩ dữ lắm chứ. Bà giàu tụi là bà. Dạ. Nói bà cho bạn để đồ tốt rồi bạn. Bà cho chơi lấy nhiều bạn. Bạn đồ gì đó. Dạ. Ông nghĩ kia luôn. Giàu tụi thì bà hơi nặng hơi rồi bà ngồi bà nấu này nấu kia nấu nọ. Ăn có gì là nấu cho thêm bà múc cho bà miếng vậy đó ha. Ăn thịt không hả? Không ăn cá. Ở đây tôi bệnh quá trời. Dạ. Con cháu không có, con mình tôi. Mỗi lần tôi ở đậu của bà này nè. Dạ. Giờ già rồi, họ cho tôi ở riêng, già rồi không có ở trong nhà được. Cho tôi cái bản số nhà nè, ai cần nữa. Dạ. Hồi lúc trước thì còn chảy còn đi làm được cái hen là đi làm gì mỗi lần vậy hả? Tôi đi nhà cái thương về nọ hàng tấn này nó nuôi tôi à vậy hả? Bây giờ nó lo nó đi làm gì em bằng gì không? Dạ thương cho bà con họ cho nhà đây họ cắt cho tôi ở cái sàn chứ tôi không có gì hết trơn. Dạ rồi bà kể thêm con mới biết. Hồi xưa tôi ở đây nhưng mà họ dứt đất lên bờ hết trơn à. Dạ. Hồi xưa nó ở bán tập quá. À. Nhưng mà tôi bệnh rồi đau bệnh đi nhà thương ở nhà họ dứt đất lên trên bờ đổ từ chỗ đó lên kia. Dạ. Dạ. Rồi, có cái chuyện vậy. Chứ hồi xưa tuổi trẻ tôi ở thằng Tấn con của bà này nó nuôi. Dạ. Tôi đi bệnh viện gì nó nuôi nó hết nuôi trơn á. Nó thương ghê hả? Bữa nay nó đi làm rồi không có nhà. Dạ. Dạ. Đó kề ra mới biết chứ kề con đâu cậu có biết. Cậu biết thằng Tấn không? Biết. Thằng Tấn ở đây nè. Dạ tôi nói biết đại chứ con có biết đâu. Bây giờ để cho nó đi làm chứ nó ở nhà nó nuôi tôi hoài sao? Dạ. Để cho nó còn tôi sống ngày rồi sống rồi chết thôi. Ừ, thấy tội quá ha. Tôi ưng tôi chết quá mà không chết. Nó sống mà cô bác người ta ngán lắm. Ai mà nói cái gì tôi nghe không rõ tôi nói hoài à. Dạ. Ở trong cái đầu tôi nghe không có được. Dạ. Con hiểu rồi. Ừ, thấy mình thấy còn tội. Không biết bà có xài dầu con gửi Tấn, cho bà chai dầu rồi. Đây cô bác họ cho tôi. Bà ơi có người có cô Julie Hoàng ở bên Cali cùng dạ. Tặng cho bà chai dầu nè, tặng cho bà đó. Dầu. Dạ, dầu. Đó. Thuốc. Dầu. Không, dầu. Dầu. Dầu sức đúng rồi. Dạ. Bà biết sức không vậy cô? À biết. Dầu. Hả? Đúng rồi. Dầu gió. Đúng rồi. Dạ. Đúng dạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ, à cái đó là biết, cảm ơn kìa. Dạ. 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 Hả? Dạ, viên cà phê lắm hả cô? Dạ. 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 Vậy hả? Cho nên thấy pha cà phê uống. Cảm ơn cậu. Dạ. Tiền, cậu cho tiền nữa. Cho tiền nữa, à biết luôn kìa. Dạ. Cái này là của chị Lan ở bên Canada tặng cho bà. Cho tiền. Dạ, chị nói tặng cho mấy bà cụ, ông cụ neo đơn sống của mình vậy đó. Dạ. Cái này tôi không có tiền. Dạ, tặng 2 triệu đồng nha bà. Để con đưa cho bà để dành mà mua đồ ăn. Dạ, đây. 1 triệu bà. Cảm ơn, cậu cho 1 triệu. Không, cho 2 triệu chứ. 2 triệu, thêm cái dạ. Nữa này, thêm cái nữa tại con đang lấy. Đây, 2 triệu. Cảm ơn. Dạ. Nhiều. Nhiều hả? Dạ, cho nhiều quá trời. Cho nhiều quá trời. Cậu cho tôi nhiều rồi. Chừng nào tôi khoái chừng đó à. Dạ, cho nhiều. Trời, cho bao nhiêu cũng được. Dạ, vậy cậu, là... Bé ông, cậu cho tôi bao nhiêu tôi ăn cũng hết. Dạ. Nhưng mà cái tình, cái nghĩa, cái ơn làm sao tôi trả ơn trở nghĩa lại cho cô bác đây. Dạ, cái này của chị Lan ở bên Canada tặng chứ không phải của con đâu. Con của bà này nó nuôi tôi trời, quá trời mấy năm nay rồi. Cái tình, cái nghĩa, cái ơn đâu có trả lại cho nó. Dạ, trời ơi, người ta thương thì... Ở đây cô biết thằng Sĩ, thằng Tiến, trưởng ấp. Dạ không, ấp. Mấy cái đó con không biết đâu. Không biết không. Có biết ấp xã gì dạ, ở đây. Không. Dạ. Dạ cảm ơn. Rồi dạ được rồi. Vậy thôi. À vậy thôi con đi nha. Dạ. Dạ. Về cảm ơn cô bác tất cả chính quyền và nọ nữa. Cảm dạ, ơn dạ, dạ. Cậu.